Con muốn làm anh hùng. Đứng lại. Hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi vì chính nghĩa. Ăn đồ to, đi ngủ thôi. Mẹ tập về, cho con chơi thêm một lúc nữa đi. Ban nãy con cũng nói là một lúc. Con chơi thêm 5 phút nữa thôi. Không được chơi nữa, hại mắt. Thằng bé này không nghe lời gì cả. Không được chơi. Con muốn chơi cơ. Tí nữa thôi là qua ải rồi. Con đồ to, mà chúng ta chơi tiếp có được không? Rõ là chán, bố mẹ thật phiền phức. Làm trẻ con thật bất hạnh, toàn bị người lớn quản lý. Tao cũng muốn được như mày, là một đại anh hùng, tốt biết bao. Chiến đấu vì chính nghĩa. Đồ to, anh đeo ba lô đi đâu đấy? Anh muốn làm đại anh hùng, đi đánh quái vật. Thật á, cậu không sợ à? Chẳng may gặp kẻ xấu thì làm thế nào? Anh hùng không sợ hãi đâu. Anh đã có súng nước siêu đẳng, rồi cả ván trượt. Kẻ xấu không bắt được anh đâu. Đồ to, cậu vẫn nên quay về nhà đi. Đợi tôi đánh bại quái vật xong, sẽ quay lại gặp các cậu. Tạm biệt nha. Con đồ to và bố đồ nhỏ. Lạ thật, hình như có người đi theo mình. Rốt cuộc là ai? Mau ra đây. Chim non. Hóa ra nhà mày bị rơi từ trên cây xuống à? Đừng sợ, tao sẽ giúp mày. Mày đừng lại gần. Tao bắn bây giờ. Thằng nhóc này quyết tâm ghê thật. Hay cứ lôi thằng bé về thẳng luôn đi. Đứa trẻ nào hồi nhỏ chẳng muốn làm anh hùng. Thay vì cấm cản thì cứ để con ra ngoài va chạm. Nhưng em lo chẳng may con gặp phải người xấu hoặc lạc đường. Không vấn đề gì, anh có định vị của con rồi. Cứu với. Đây rồi, con gặp nguy hiểm thật rồi. Xem anh đây. Có ai không? Cứu tôi với. Chú anh hùng, cuối cùng chú cũng đến rồi. Chạy mau. Không ăn thua, lúc quan trọng vẫn phải dựa vào mình. Anh hùng ơi, cô ngầu thiệt đó. Cô dẫn cháu đi giải cứu thế giới với. Tại sao ạ? Cô chơi cháu nhỏ quá ư? Thôi được rồi, ngay đến một con chó cháu còn đánh không lại thì giải cứu thế giới sao được. Đừng nản lòng, mai sau lớn lên bọn ta sẽ đến đón cháu. Thật ạ? Chú hứa nha. Mà khoan, giọng của chú hình như là bố đồ nhỏ. Đâu có, trùng hợp thôi. Đúng rồi, đưa mày về tổ trước đã. Chú anh hùng ơi, chú có thể giúp cháu không? Chú anh hùng, cô anh hùng ơi, cháu nghĩ thông rồi. Đợi mai sau lớn lên cháu sẽ đi đánh quái vật. Còn bây giờ cháu phải về nhà đây. Anh đã nói gì nào? Chúng ta phải mau chóng về nhà trước con trai, không thì lộ tẩy hết. Không thành vấn đề. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về ơi, con xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì cơ? Con không nên bỏ đi, không nói lời nào. Gì nữa? Vốn dĩ con muốn đi giải cứu thế giới, nhưng con còn nhỏ quá. Đợi sau này lớn lên, con sẽ làm anh hùng sau vậy. Thế mới đúng chứ. Con trai ngoan, bố đồ nhỏ. Chơi đĩa bay không? Có ạ. À.
phục kỷ lục thế giới. Con cũng muốn phá kỷ lục thế giới. Con đồ to, mau xuống đây. Bóp kem đánh răng bằng một tay cũng có thể được kỷ lục thế giới. Việc này con cũng làm được, bố hãy làm chứng cho con nhé. Hôm nay con sẽ phá kỷ lục thế giới. Nói sao cũng là kỷ lục thế giới đấy. E rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Con đồ to, con thấy rất đơn giản mà. Đúng rồi, con phải gọi cả Kẹo Bông và Tiểu Minh đến chứng kiến thời khắc này. Đơn giản thế thì tụi em cũng có thể phá kỷ lục được đúng không? Nhưng thành tích của anh chắc chắn sẽ tốt hơn hai người. Thế nên kỷ lục thế giới nhất định là của anh. Hai người nghĩ sao? Chưa chắc, chúng ta hãy thử xem. Thử thì thử. Các con, vào vị trí. Chuẩn bị. Mỏi hết cả tay rồi. Kẹo Bông dùng hai tay phạm quy. Loại. Tiểu Minh làm rất kem đánh răng. Không tính. Con bắp xong rồi. Thời gian là bao lâu ạ? 45 giây. Wow, nhanh thế. Trò này quả nhiên không đơn giản. Kỷ lục thế giới là 6.43 giây. Hả? Bỏ cuộc đi, cái này chúng ta không làm được đâu. Bố tìm ra được một kỷ lục thế giới khác trông có vẻ đơn giản hơn. Các con có muốn thử không? Là gì vậy à? Dựng đứng 12 quả trứng trong thời gian nhanh nhất. Kỷ lục thế giới là 1 phút 15 giây. Wow, đơn giản ghê. Lần này con nhất định có thể chinh phục thành công. Được, vậy chúng ta hãy lần lượt từng người một. 1 phút 15 giây đếm ngược. Chú ý. Bắt đầu. Mau xếp đi, Kẹo Bông, mau lên. Sắp đổ rồi. Thất bại rồi. Mẹ nói con gái phải từ tốn chậm rãi. Động tác nhã nhặn. Làm thế này thực sự thất lễ quá. Chú đầu nhỏ, đến lượt cháu. Chuẩn bị. Đếm ngược bắt đầu. Tiểu Minh cố lên. Cố lên. Hết giờ. Đợi đấy. Xong tao sẽ về ăn thịt mày. Hãy xem tớ đây. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đầu to, anh thật lợi hại. Cố lên đầu to. Đầu to, anh đừng buồn nữa. Không làm số 1 thế giới cũng chẳng sao mà. Đúng đấy, cậu đã là giỏi nhất trong số chúng ta rồi. Các cậu đừng khuyên tớ nữa. Hóa ra một việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng để đạt đến trình độ số 1 thế giới thì lại khó vô cùng. Con đồ ta nói đúng. Chính là như thế. Muốn làm đến mức tốt nhất thì đằng sau đó phải bỏ rất nhiều sự nỗ lực gian khổ mà người khác không thấy được. Các con thấy có đúng không? Đúng vậy, thật không dễ gì. Mấy người ai nói cho mẹ biết đống kem đánh răng này là ai làm hả? Tại sao lại lãng phí như thế? Thôi xong, quên xử lý hiện trường phạm tội rồi. Làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách đi. Mẹ tập về mà nổi giận là đáng sợ lắm đó. Anh trai vô địch thế giới ơi, lần này mọi người trông chờ cả vào anh đó. Con đường chinh phục ngôi vị quán quân thế giới thật gian nan. Người máy bố.
Dạo này bố tăng ca suốt, chẳng ai chơi với mình cả. Đây có phải nhà con đầu to không? Có bưu phẩm của bố đầu nhỏ gửi đến. Đây là gì vậy? Chào con, bố là người máy bố. Hay bố đầu nhỏ không ở nhà chơi với con đầu to? Con đầu to, cuối cùng bố cũng về rồi đây. Con đầu to, bố về rồi. Không được, mình phải giành lại vị trí người bố. Con đầu to, bố kể chuyện cho con nghe được không? Dạ được, hay quá. Vậy bố kể chuyện nàng tiên cá nha. Thôi thôi, mấy hôm trước người mấy bố đã kể rồi. Con muốn nghe chuyện Alibaba và 40 tên cướp cơ. Nhưng cuốn này là truyện nàng tiên cá. Hay là chúng ta đổi cuốn khác được không? Bố không biết thì thôi. Người mấy bố ơi, bố kể chuyện Alibaba và 40 tên cướp đi. Ngày xưa, tại một thành phố ở Vương quốc Iraq, có hai anh em nhà nọ. Người anh tên là Kasim, người em tên là Alibaba. Cứ chờ mà xem. Con đầu to, cuối tuần kiểu gì cũng cần uống một ly sữa. Người máy tự tay mình tạo nên, vậy mà lại tranh giành con trai với mình. Sữa quá hạn rồi. Bố đầu nhỏ, bố làm gì vậy? Bố thật đáng ghét. Không phải, cái... Đi thôi, người máy bố, bực cả mình. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Không chơi nữa, toàn thua thôi, chẳng vui gì cả. Vậy con chơi với bố được không? Nhưng giờ con không muốn đánh cầu lông nữa. Sữa lúc nãy hết hạn rồi, bố sợ con uống vào sẽ sinh bệnh nên mới vội vàng gạt ra. Bố không cố ý đâu. Nếu con không giận bố thì bố chơi máy bay điều khiển từ xa với con nhé. Người máy bố có thể chơi với con được. Tốc độ siêu âm, xông lên. Bố lấy cho. Người máy bố siêu quá. Cơ mà cái đèn đen bên cạnh là gì vậy? Thôi xong, là tổ ong giò dẻ. Con đầu to mau chạy đi. Con đầu to, con không sao chứ? Bố đầu nhỏ ơi, từ sau bố chơi cùng con nhé. Bố đầu nhỏ ơi, đã lâu lắm bố chưa chơi máy bay điều khiển với con rồi. Là bố không đúng, sau này nhất định sẽ ở bên con nhiều hơn. Vậy con thích người máy bố hay thích bố đầu nhỏ? Con thích người quan tâm con, bảo vệ con, chơi cùng con. Con thích bố đầu nhỏ. Đúng là con ngoan của bố. Chúng ta thi tài đi. Tốc độ siêu âm, xông lên. Người hùng tia chớp, xông lên. Thank you.
cuộc thi máy bay mô hình. Wow, máy bay mô hình. Con đồ to, con lấy ở đâu ra thế? Nhà trường tổ chức cuộc thi máy bay mô hình, mẹ tập về mua cho con. Bố thích máy bay mô hình lắm, bố làm cùng con được không? Không được, cô giáo nói phải tự làm. Bố không được giúp. Được, được. Làm vậy không đúng. Nhìn kỳ kỳ. Thôi, cứ để bố giúp con đi. Chỗ này nên làm như này mới đúng. Không được, cô giáo nói phải tự làm, bố không được giúp. Đúng rồi, nên làm như thế. Đầu to à, mô hình của cậu rất đẹp, nhưng có vài vấn đề nhỏ. Làm lại theo như bản vẽ đi. Ký tên người bí mật. Người bí mật là ai thế? Thử làm theo bản vẽ xem sao. Bố đồ nhỏ, con làm xong máy bay mô hình rồi, chúng ta cùng chơi đi. Được. Bay lên nào. Hả? Máy bay của con. Sao lại thế? Cậu bé, cậu lắp động cơ bị ngược nên máy bay mới rơi. Đừng nản, thử lại một lần nữa đi, cố lên. Ký tên người bí mật. Người bí mật, cảm ơn cậu. Con đầu to, ăn cơm đã, lát nữa làm tiếp được không? Chỉ thiếu chút nữa thôi, cánh máy bay dán toàn bị lỏng. Cả chỗ này nữa. Sao hớn hở thế? Cuộc thi máy bay mô hình hôm nay, con đồ to nhà ta nhất định là quán quân. Tự tin đến thế cơ à? Dĩ nhiên, chiếc máy bay mô hình đó do chính anh hướng dẫn con đồ to làm, chắc chắn không vấn đề gì. Thế nào hả con đồ to? Cuộc thi hôm nay giành được ngôi quán quân chứ? Không ạ, không được á. Máy bay mô hình của con không bay được, bị dè bét. Sao lại thế? Mang để bố xem nào. Anh chỉ dở khoác lác thôi, không thể nào. Anh phải tìm hiểu rõ nguyên do. Tao không tin là không xử lý được mày. Bố đồ nhỏ trúng kế rồi. Chuyện này là sao? Máy bay mô hình của con được quán quân rồi. Cảm ơn bố. Sao lại cảm ơn bố? Con tự làm mà. Bố đồ nhỏ, con biết bố là người bí mật từ lâu rồi. Đừng vội, còn cả mẹ nữa. Chiếc máy bay mô hình này làm theo bản vẽ của bố, phải tặng cho bố. Bố đồ nhỏ, mình cùng chơi máy bay mô hình đi. Được. Mình đang nghi của mẹ tạp về.
Bố đồ nhỏ đi đón con đồ to ở nhà trẻ từ sớm. Đáng lẽ phải về rồi chứ nhỉ? Mình đi xem sao. Mình trốn đi, dọa hai bố con một phen. Bố ơi, đây là bí mật giữa chúng ta đấy nhé. Con yên tâm đi, con đầu to. Đừng cho mẹ Tập về biết vội. Bố hứa không hé răng với mẹ Tập về nửa lời. Ngủ mơ cũng không được nói đó. Đã nằm mơ rồi thì còn nói được sao? Cũng có lúc nói mớ mà. Hai bố con này lại làm trò gì vậy? Dám thông đồng với nhau giấu giếm mình. Mình nhất định phải tìm cách biết được. Mau mau, mau giúp con với. Nhanh nhanh, không còn nhiều thời gian đâu. Lần này bị mình bắt quả tang rồi nhé. Chẳng lẽ... Mau, mau giúp con với. Hai người lại gây họa gì vậy? Mẹ Tập về, mẹ sao thế? Tụi anh đang chơi xếp hình. Sao lại chơi xếp hình dưới sàn nhà? Mẹ ơi, bộ xếp hình này 8.000 mảnh, không bày hết lên bàn được. Yên tâm, chơi xong tụi anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đừng hòng giấu mẹ. Mẹ nhất định sẽ làm cho ra nhẽ. Hai người lại đang làm gì hả? Mẹ Tập về, sao mẹ xuất hiện đột ngột vậy? Đây là bài tập môn kỹ thuật của con. Con muốn nhờ bố đồ nhỏ chỉnh sửa lại giúp con cho đẹp hơn. Bố đồ nhỏ, sao con có cảm giác như mẹ Tập về đang theo dõi chúng ta ấy? Có phải bố nói gì hớ hên bị mẹ biết không? Sao có thể chứ, bố kín miệng lắm. Con đồ to, con giấu nó ở chỗ nào vậy? Trong phòng con thôi. Rốt cuộc là giấu cái gì nhỉ? Chắc chắn là thế. Đứng yên. Mẹ Tập về, em chạy lên đây làm gì vậy? Em chỉ là muốn dọn phòng giúp con đồ to. Tiện thể sắp xếp lại cặp sách. Thôi em đi đây. Tạm biệt. May mà con đã di dời nó ra chỗ khác rồi. Mình đang nghi của mẹ Tập về ghê thật. Con đồ to, bố nghĩ con nên nói cho mẹ biết sớm đi. Không được, vẫn chưa đến lúc. Lần này sẽ bắt tại trận. Lần này bị mẹ bắt được rồi. Con đồ to, xem con còn gì để nói. Mẹ Tập về ơi, chúc mừng ngày của mẹ. Con đồ to, hóa ra con... Đây là bánh gato nhân ngày của mẹ mà con đồ to làm ở nhà trẻ dưới sự hướng dẫn của cô giáo để dành riêng cho ngày hôm nay tặng em đó. Còn nhờ anh giữ bí mật vì muốn cho em một bất ngờ. Bố đồ nhỏ, thì ra hai người... Mẹ yêu hai bố con lắm, anh cũng yêu em.
đoán đèn lồng. Nhiều đèn lồng thế. Đúng vậy, đứt là bị rách hết rồi. Tôi đang phải đem ra chỗ thu gom phế liệu. Rách không nặng, sửa sang một chút vẫn dùng được. Bố chợt nảy ra một ý tưởng hay ha. Bố đồ nhỏ có ý tưởng gì hay ạ? Nhiều đèn lồng thế này thì chúng ta hãy đem sửa lại, tổ chức trò chơi đoán đố đèn ở tổ dân phố đi. Hay lắm, đoán đố đèn là sở trường của tôi đó. Thực ra bố con mới là cao thủ đoán đố đèn đây. Đoán đố đèn là gì ạ? Tôi đi thông báo hàng xóm láng giềng tới tham gia. Cậu lo sửa chỗ đèn lồng này nhé. Được rồi, đã xong công tác chuẩn bị, bây giờ bắt tay vào sửa sang lại thôi. Con đồ to, bây giờ bố cần sự trợ giúp của con. Tuân lệnh, bố đồ nhỏ. Bố cắt con dán nhé, đồng ý không? Đèn này con dán đó, thật sự quá đẹp. Đây chỉ là khởi đầu thôi, chúng ta tiếp tục đi. Con đồ to, con đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ à, cái đèn nào cũng tròn như nhau thì chả có gì hay. Có cách rồi. Chỉnh lại khung đèn là xong. Con đoán đây là con chó, con cũng biết làm. Khá lắm. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta thi xem ai làm đèn lồng sáng tạo hơn đi. Được, thi thì thi. Chuẩn bị, bắt đầu. Con đồ to, con làm đèn lồng gì vậy? Con không nói cho bố đâu. Thế là ăn gian. Ăn gian á. Wow, đẹp quá. Trò chơi đố đèn sắp bắt đầu rồi. Có thêm dĩa hoa quả là hoàn hảo. Để con giúp một tay. Còn thiếu bước cuối cùng, treo câu đố. Lát nữa, để xem mọi người ai mới là cao thủ đoán đố đèn. Chắc mọi người sắp đến rồi nhỉ. Mình đi xem thử. Mấy mảnh giấy này để làm gì vậy? Trông chướng mắt quá. Anh đầu to ơi, tụi em tới chơi đoán đố đèn nè. Hoan nghênh hoan nghênh. Đèn lồng đẹp quá. Lại còn có bao nhiêu đồ ăn ngon. Nhưng tại sao chỉ có đèn lồng mà không có câu đố vậy? Sao lại thế được? Câu đố ở ngay đó. Rõ ràng mình đã treo hết lên rồi mà. Thế chúng ta đoán cái gì bây giờ? Đoán đèn lồng ấy ạ. Chiếc đèn lồng này là hình gì? Chiếc đèn lồng này là... Chú không đoán ra hả? Đây là đèn cháu làm đó. Tớ đoán ra rồi, là quả đào. Đúng rồi, cậu cũng là cao thủ đoán đố đèn rồi đó. Em cũng đoán ra rồi, kia là con gấu trúc. Hả? Thế này mà cũng gọi là đoán đố đèn à? Tôi biết rồi, chắc chắn lũ trẻ tưởng rằng đoán đố đèn chính là đoán đèn lồng. Thôi được rồi, vậy chúng ta chơi trò đoán đèn lồng luôn đi. Bố ơi, bố đoán đó là gì? Đây là một con ngựa. Không đúng, con nghĩ đây là hươu cao cổ. Cái này dễ ợt, tôi dám khẳng định đây là khủng long. Tôi thấy giống cá sấu hơn. Chắc chắn là khủng long, tôi là cao thủ đoán đèn lồng đó. Tôi mới là cao thủ. Cá sấu, chắc chắn là cá sấu. Khủng long, cá sấu, khủng long, cá sấu. Chơi đoán đèn lồng vui thật. Leo núi nhỏ tuổi.
con đang làm gì vậy? Con đang huấn luyện bản thân. Lớn lên con muốn đi leo núi với bố. Ngốc ơi, nhà leo núi không phải huấn luyện ở trong nhà mà thành đâu. Trèo lên sẽ rơi xuống mất. Không sao, có dây bảo hộ. Giờ con nên làm thế nào? Thả tay ra. Vui quá. Hả? Nhất định lại là con đầu to làm. Con đầu to, con đầu to. Yên tâm. Con nhận to quá. Là con đây. Con đang làm gì vậy? Nhìn này, con đang thắt dây leo núi. Con xuống ngay cho mẹ. Không cho hai người quậy phá nữa. Nhưng mà mẹ ơi, con muốn trở thành nhà leo núi. Làm nhà leo núi có ích gì? Không được. Yên tâm đi, kỹ thuật leo núi nhất định là có ích. Hỏng rồi, gãy chìa khóa rồi. Mẹ tập về. Mẹ tập về. Chúng ta bị nhốt trong núi rồi. Trong núi. Phải nhờ nhà leo núi chuyên nghiệp đến cứu viện. Được thôi, nhà leo núi nhỏ tuổi, mau cứu mẹ ra. Phát tín hiệu cầu cứu đã. Đây là mã mọt, để người bên ngoài phối hợp cứu viện cùng chúng ta. Chuyên nghiệp ghê. Hãy đến ban công tầng 2 cứu viện. Lắm trò ghê. Đây là một đoạn sườn dốc phủ tuyết, dễ xảy ra sạt lở tuyết. Chúng ta phải kết hợp cùng nhau. Chính là buộc chúng ta lại với nhau bằng sợi dây này. Được rồi, con lên trước. Tuyết lở rồi. Mẹ xem, may mà có dây. Mau, mau đưa mẹ ra. Được ạ. Ra từ đây sao? Có con đây, yên tâm. Có con mẹ mới không yên tâm đấy. Có cả đội cứu viện nữa. Hai bố con rốt cuộc làm trò gì vậy? Bây giờ kéo mẹ xuống. Con có kéo nổi mẹ không? Yên tâm, con có dây bệnh, kéo được. Mình đúng là một nữ hán tử. Cứu giới. Cứu giới. Cứu giới. Anh tới đây. Bố đồ nhỏ, kết hình chữ bát. Ý hay. Cứu viện thành công. Không nhìn ra là hai người cũng có tài ghê. Giờ con có thể đi leo núi rồi chứ? Được, có điều hai người sửa khóa cửa đi đã. Giải cứu gấu bông. Đi.
Con đồ to, con đồ to, con đang tìm gì thế? Chiến binh cuối cùng của con biến mất rồi. Con khoan mới tung lên dội. Bố giúp con suy luận một chút. Trước khi ra giường con đã đi đâu? Phòng bếp à? Vậy trước tiên đi báo cáo cấp trên, không tìm thấy. Thế trước khi vào bếp thì đi đâu? Vào nhà tắm rửa tay à? Vậy thì đi. Quá hay quá, tìm thấy rồi. Bố đầu nhỏ, sao bố biết nó ở đấy? Đối với thám tử bố đầu nhỏ dạng năng mà nói, chỉ cần nắm được manh mối là có thể tìm ra sự thật. Thế à, vậy con cũng muốn làm thám tử. Cái này, rèn luyện khả năng tư duy logic cho con cũng tốt. Bố bày cho con một trò chơi, xem con có làm thám tử được không? Tức là có tố chất làm thám tử không nhé? Hay quá, con nhất định có thể tìm được cái kìm của thám tử. Là tố chất. Con đồ to, ta là ma dương đồ nhỏ, gấu bông của người đã bị ta bắt cóc rồi. Chỉ có lần theo manh mối, giải mã ra đáp án thì mới cứu được nó. Ma dương đồ nhỏ, bây giờ ta sẽ đánh bại ngươi, giải cứu gấu bông. Không không, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Ngươi phải dựa vào manh mối đi tìm gấu bông. Được, ngươi nói đi. Ải thứ nhất cho người dũng cảm, trước tiên phải tìm ra món gấu thích ăn nhất. Món gấu thích ăn nhất là hamburger, bánh quy, thịt kho tàu. Ngươi đừng chỉ nghĩ đến những món mình thích chứ. Đúng rồi, món gấu thích ăn nhất chính là mật ong. Ta tìm ra rồi, gấu thích ăn mật ong nhất. Được, ải đầu tiên vượt qua thuận lợi. Ải thứ hai là gấu thích ăn cái gì dưới nước nhất. Cần tìm ra chiếc hộp có thể giữ được nó. Dưới nước có thực vật thủy sinh, cá, tôm, rùa. Phải, dưới nước có rất nhiều thứ, có cả ếch, rắn nữa. Không biết rốt cuộc là gì, rốt cuộc là gì nào? Gấu của ta thích ăn cá nhất. Được rồi, coi như ngươi đoán đúng một nửa, nhưng ngươi vẫn chưa tìm ra hộp đựng cá. Thế này coi như đoán đúng chưa? Mấy cái hộp này không để được con cá này đâu. Thế còn cái hộp nào nữa? Mình biết rồi. Được, qua ải thứ hai. Ải thứ ba sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Gợi ý của đề này là tìm ra việc mà gấu làm vào mùa đông. Mùa đông gấu ngủ đông. Người hãy nghĩ cho kỹ đi. Lười biếng, ăn no rồi nằm, y như con gấu. Mình biết rồi. Ta tìm ra rồi. Giỏi ghê. Gợi ý tiếp theo là tìm ra dụng cụ có thể đo thời gian mà không phải đồng hồ. Tìm ra thì cho ngươi qua ải. Là cái này sao? Thứ này rất khó tìm, nhưng trong nhà ngươi có đấy. Thế là cái này. Cái này sao? Bố đầu nhỏ dở trò. Cái này khó quá. Ây da, cắt sắp chạy hết rồi. Sắp hết thời gian rồi. Làm sao đây? Hả? Hết thời gian rồi. Thời gian. Đồng hồ cát. Không phải đồng hồ, nhưng có thể đo thời gian. Còn một ải cuối cùng. Đi đến đâu cắt chạy hết, thì đó chính là nơi gấu bị nhốt. Ta bị thám tử đầu to đánh bại rồi. Bố đầu nhỏ, con đánh bại đại ma dương rồi. Có thưởng không ạ? Thấy con đầu to thông minh giải được hết tất cả câu đố, sẽ thưởng cho con đi ăn pizza. À hay quá, đi ăn pizza thôi.